Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái thời pháp thoại trực tuyến và Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2022. Bài pháp đầu tiên, cái câu kinh pháp cú, câu số 155, 156, hai câu này sư đã hứa với quý vị là Đức Phật gặp hai bà già. Cái câu chuyện hôm trước là sư nói đó, hai bà già đứng đó, ông đi xin đồ của người ta thí chẳng phát miễn phí cho mấy cái người mà già cả mà kêu bằng là nghèo khổ. Đức Phật thấy hai bà đi đứng đi xin đó, Đức Phật mỉm cười. Ngài A Nan hỏi Bạch Đức Thế Tôn tại sao mà ngài mỉm cười. Đó là cái câu chuyện mà sư hứa sư sẽ giải cho quý vị nghe, và bây giờ đây sư để sư đọc cái bài cái pháp thoại trong cái câu kinh pháp cú số 155-156 với câu chuyện đầy đủ. Và sau cái phần mà sư đọc trong kinh trong cái cuốn sách nói về kinh pháp cú này rồi đó, thì người ta đem cái câu hỏi này, ta hỏi một vị thiền sư ở bên, vị thiền sư bên Miến Điện được quý vị, sư Tejaniya đó, ta hỏi tại sao như vậy, mà hỏi cái gì, hỏi tại sao là hỏi sao. Bây giờ mời quý vị nghe câu chuyện trước rồi mời quý vị nghe cái phần mà giải thích của sư Tejaniya. Thì ngôn pháp cú số 155-156 này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngủ tại vườn rừng Lộc Giả, đề cập tới con trai của một ông bá hộ rất là giàu có, cử phú, giàu rất là giàu. Thì trong cái câu pháp, cái câu mà kia mà hai câu về ngôn tiếng Phật, cái câu thứ nhất là câu 155 Đức Phật nói này: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, bây giờ tới già rồi thì níu cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá, ý muốn nói là nghèo khó đó quý vị. Giống như con cò già đó, hồi trẻ là không có chịu học hành, không có chịu làm ăn, không có chịu dành dụm tiền bạc, bây giờ nó già rồi thì nó nghèo nàn, đi xin ăn người ta, giống như hai cái con cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, cái đầu tiên là không sống gì đây, phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, giờ đây giống như mũi tên gãy nằm chết trong rừng. Cái người mà không có tu tập từ lúc còn trẻ đó, thì bây giờ đó tới già, tuổi già thì không có biết tu hành là gì hết trơn, thì giống cái mũi tên mà gãy, mũi tên một khi mà nó gãy rồi thì không có lợi lạc gì nữa. Thì Đức Phật thuyết cái đó là lúc mà ngài ngự ở tại cái vườn gọi là Lộc Giả, nói về con trai của một ông bá hộ rất là giàu có, quý vị, cử phú là giàu ghê lắm đó. Tương truyền công tử này sinh ra trong một gia đình của ông cử phú trong thành Ba La Nại giàu có. Ông này nó là có tiền rất là nhiều, 800 triệu đồng vàng, chắc là một cái giá trị rất là lớn. 1 triệu đồng vàng đã nhiều rồi, ông này có cái 800 triệu đồng vàng, một đại cư phú mà. Song thân của công tử nghĩ rằng gia tộc ta có đại tài sản, cha mẹ của cái vị công tử này suy nghĩ là mình đã tích lũy một cái số tài sản rất là lớn, ta sẽ giao lại cho con của ta, nó sẽ tiêu xài thoải mái, không cần phải làm việc gì khác nữa. Thay vì dạy con cái phải học, phải hành, phải lo làm, lo ăn, thì ông bà này nói rằng là bây giờ mình đã tích lũy một cái số tiền rất lớn, hai bà bá hộ giàu có này đó, mình đã tích lũy một số tiền rất lớn như vậy, thì bây giờ mình để lại cho con của mình để nó hưởng cái tiền này và nó khỏi cần làm được người gì hết trơn. Thế là ông bá hộ gì đấy, gia tộc ta có đại tài sản, ta sẽ giao lại cho con ta, nó sẽ tiêu xài thoải mái, không cần phải làm việc gì khác. Thế là ông bá hộ rước thầy về dạy cho công tử những cái món như đờn ca, sướng hát, rừng kèn. Nó là người thích âm nhạc, thích chơi, thích hát, thích ca thôi. Thật rút thời gian trẻ của học hành, không có làm những gì trơn. Cũng vào thời bây giờ trong thành Ba La Nại ấy, cũng có một gia tộc bá hộ khác, cũng có một gia sản, cũng rất là giàu có do ông bà này. Gia tộc này là có một nàng tiểu thơ. Bên này thì con trai, gia đình rất là giàu có. Rồi ông bà này suy nghĩ là thôi bây giờ để tiền cho nó, để khỏi nó phải làm cũng vất vả. Rồi bây giờ có một gia đình bá hộ khác là có một đương gái tiểu thư nữa, thì cũng rất là giàu có nữa. Và ông gia đình này cũng nói vậy đó, chỉ có một bà tiểu thư. Hai bá hộ này cũng suy nghĩ giống ông bá hộ kia, thôi bây giờ mình để tiền để là bà lại cho con gái của mình đi, nó khỏi phải làm cũng phải học hành, chỉ mất công cứ việc lấy tiền đâu xài suốt đời cũng hết. Hai bà nghĩ giống nhau,
Vì vậy mới là một bên con trai bên con cái cho hai người đã lấy nhau. Đến chỗ thành nhân, công tử và tiểu thơ này được phối hợp thành vợ chồng. Và một thời gian sau, cả song thân của hai người đều qua đời, tức là sau khi mà hai người cái người công tử đó là cái cô tiểu thư này mà lấy nhau rồi đó, thì hai bên cha mẹ đều chết hết. Cả song thân của hai người qua đời, hai phần tài sản đó được nhập chung về một nhà, tổng cộng là 1 tỷ 600 triệu đồng vàng, 800 triệu, 1 tỷ 600 triệu. Công tử thường xuyên vào hầu đức vua mỗi ngày là 3 lần. Bọn du đảng trong thành nghĩ rằng nếu mà công tử này trở nên nghiện rượu thì có lẽ bọn mình sẽ sung sướng lắm, vậy ta hãy tìm cách tập cho công tử chè chén nhậu nhẹt. Thì ông công tử này mà sau khi mà đã hưởng với cha mẹ một cái số tiền mà lớn như vậy rồi, có thêm bà vợ nữa, cũng có một số tiền rất lớn của hồi môn, mà gặp hai cái lại rất là giàu có, thì ông vua ông cũng rất là kính trọng, vì đây là người giàu mà. Vì vậy ông vua cũng có chầu vua một ngày cả 2-3 lần luôn. Thì cứ một lần vô như vậy thì có cái bọn mà chuyên môn mà lân la mà du đảng mà nhậu nhẹt rồi vậy, nó nói bây giờ mình phải tìm cách sao mình chủ cái ông này uống rượu đi, nếu ông này mà không biết uống rượu thì chắc là tụi đỡ lắm, kiểu có tiền mà. Nếu mà công tử trở nên nghiện rồi thì chắc có lẽ mình sung sướng lắm, phải tìm cách cho công tử chè chén nhậu nhẹt. Thế rồi họ mang theo rượu ngon, thịt béo, muối, bột trong chéo vải, lý gia vị, người làm đồ ăn đồ uống rất là ngon lành, còn thêm rượu nữa. Ra ngồi bên đường chờ công tử đi vào cầu chiều đức vua. Khi thấy công tử đến, bọn du thủ du thực bắt đầu uống rượu, nhai đồ ăn và rồi gì đây với cái món gia vị rất là ngon lành, và vừa ăn bộ ăn nhậu. Rồi khi mà công tử đi ngang thì mấy cái thằng này nó mới nói với ông công tử rằng là chúc tiểu chủ sống lâu trăm tuổi, nhân dịp này chúng tôi ăn uống để chúc mừng công tử. Nó có rủ rê gì trơn mà nó chỉ nói là tôi gì đây cầu chúc cho công tử là sống trăm tuổi, rồi chúng tôi ăn uống như thế này là không phải là để đâu mà để là chúc mừng cho công tử. Nghe được mấy lời của bọn du thủ du thực, lúc đi trở về, công chúa hỏi một cái người làm của mình, hỏi rằng họ uống nước gì vậy. Dạ thưa ông chủ, đó là một thứ nước giải lao. Nước ấy có ngon ngọt không? Dạ thưa ông chủ, trong quả nhân gian này không có thứ nước nào nên uống cho bằng nước ấy cả. Có lẽ là cái người mà làm công này đã được cái bọn này nó mua chuộc rồi. Vì vậy khi mà nghe cái tụi kia nó nói vậy thì ông này hỏi tụi nó uống cái gì vậy. Nó uống một thứ nước giải khát mà nước nó có ngon, ngon lắm. Trời ơi, có thứ nước nào ngon bằng. Nếu vậy thì ta phải uống thử nước này mới được. Thế rồi công tử cho người mang rượu đến và tập uống lần lần từ chút. Không bao lâu bọn du thử du thực biết tin công tử đã nghiền rượu, chúng thắp tùng theo công tử. Công tử đi đâu chúng cũng đi theo rất là đông đủ. Một lúc thì 100, một lúc 200, bởi vì nó biết không này giàu. Mà còn bây giờ lại là cái tật nghiền rượu nữa. Thành ra nó ông đi đâu nó đi theo ông đó. Ông ra để bắt ông đãi ăn uống nhậu nhạt cho cái gì trơn. Lúc đi đâu công tử cũng cho mang theo rượu uống cho đã, rồi ngồi nơi nọ nơi kia chất tiền vàng cao lên thành đống, vừa nhậu vừa bảo tụi bộ hạ lấy tiền này đi mua trà hoa, lấy tiền này đi mua hương. Ban thưởng các sĩ nghĩa là khi mà nhậu nhẹt mà lên mà say rồi đó, thì công tử này đâu có biết gì nữa, đem tiền vàng ra và nói rằng cái bọn lula đó lấy cái tiền này này đi thuê ca sĩ về hát này, đi thuê gì đây mua, đi mua trà hoa này, lấy là toàn những cái thứ mà kêu bằng enjoy hưởng thụ không à. Rồi nếu những cái ca sĩ nào hay là những người mà vũ công nào mà mời tới mà ca hát hay là thưởng cho họ đó, thì tụi này có tiền nhiều quá mà ông này cũng đưa ra cho xài thèm phí. Công tử tiêu pha hoang phí như vậy, chẳng bao lâu số tài sản tâm tiền của mình hết sạch. Cứ ngồi mà ăn nhậu mà xài phí kiểu này thì làm sao mà còn được nữa. Thì bao nhiêu cái tài sản mà ông cha mẹ để lại 800 triệu đồng bạc hết sạch bách. Công tử tiêu pha như vậy, vị quản gia cho công tử biết: thưa chủ, tài sản của ông đã hết sạch rồi. Ủa vậy đó hả? Thì còn tài sản của vợ tôi thì sao? Dạ thưa ông chủ, còn nếu vậy thì còn thì đem ra cho tôi xài luôn. Thế là số tài chánh sau này cũng bị công tử phung phí hết sạch, lần lượt cái ruộng vườn đất cát bò xe, cho đến nỗi đồng nồi đồng mâm thau dụng cụ thảm chiếu trọ cụ tất cả đều bị công tử đưa đi bán lấy tiền để mà ăn nhậu phung phí tiêu pha, trả cho mấy đứa mà ca hát búa muối mà lại mà vũ mà chơi gì ấy. Đến lúc tuổi già gia tài khánh kiệt, công tử bán luôn ngôi nhà của mình rồi bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, dắt vợ đi tới xin người ta chèn cái mái ở vách ở.
cả một cái đời này là không có làm được nữa, mà tiêu pha hoang phí bao nhiêu tiền bạc hết, tiền của mình cũng hết, tiền của vợ cũng hết. Cái phút chót là hai người phải dắt nhau ra ngoài đường, rồi mình cái nhà cửa rồi cũng bị bán luôn nữa, mới là dựa vào trong bách người ta làm xe trai cái mái ở. Công tử dắt vợ đi ngủ nhờ vách trái nhà người khác, cầm cái mai rùa đi khất thực xin ăn cơm thừa canh cặn. Lúc bây giờ là quá nghèo nàn rồi, nhà thì là đi kiếm tấm tôn gì để che dựng vào cái vách của người ta để mà làm nhà mà ở. Rồi bây giờ tiền bạc đâu có nữa thì cầm cái mái rùa chắc có lẽ là một cái ca, một cái đồ gì đó. Hai vợ chồng đi xin cơm thừa cá cặn mà ăn. Một hôm công tử đến trước cửa phước xá, thấy công tử thọ lãnh đồ ăn dư thừa cho các tỳ khưu trẻ bố thí, Đức Bổn Sư mỉm cười. Đây là lần cái liều lúc mà hai vợ chồng này đi tới gần chùa đi xin ăn ở đó đó. Các vị tỳ khưu đi bát về, người ta cho đồ rất nhiều, thì sau khi mà chư tăng dùng xong rồi đem ra ngoài đó, các vị trẻ bưng ra ngoài rồi cho mấy cái người mà nghèo khổ tới xin ăn. Thì cái hai ông bà này đi tới, và khi mà hai ông bà này đi tới trước cửa chùa để mà xin ăn thì Đức Phật thấy và Đức Phật mỉm cười. Ngài A Nan hỏi ngài về lý do của nụ cười ấy, Đức Bổn Sư bèn giải thích rằng: Ngài A Nan, hãy nhìn xem vị công tử con ông đại gia đại bá hộ trong thành đã phung phí hết hai cái gia tài 800 triệu đồng vàng, một tỷ xong điều rồi, rồi dắt vợ đi xin ăn như thế kia. Giá như lúc thiếu niên công tử đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc chắn sẽ đệ nhất bá hộ ở thành này chẳng sai. Đức Phật nói rằng: Này anh em biết không, hai ông bà già xin ăn này, nếu như mà hồi nhỏ một trẻ mà chịu khó mà làm ăn thì bây giờ ông cũng giống như ông cha của ông vậy, đại đệ nhất bá hộ, giàu có vô cùng nếu mà chịu khó làm ăn. Công tử phung phí hoặc giả nếu như công tử xuất gia, nếu mà trong thời niên thiếu đắc đạo quả tu, trong thời niên thiếu đắc đạo quả A La Hán, thời trung niên đắc đạo quả tu kế nữa là tu đạo A La Hán, thì cái nế An Hàm, và cái nếu mà tu vào thời cuối cùng đắc đạo quả tu đạo hồn, ba cấp độ A La Hán, An Hàm và tu đạo hồn. Thì Đức Phật nói nếu mà cái người này mà chịu khó làm ăn trong khi còn trẻ thì bây giờ trở thành bá hộ. Nếu hai vợ chồng này mà chịu khó tu lúc còn trẻ đó, đắc đạo quả A La Hán. Vì như thế nào đó không được mà tu không lúc trẻ không được, thì lúc mà giữa trung niên thì cũng đắc đạo quả Tư Đà Hàm hay A Na Hàm. Và nếu mà đợi cho thời vì cuối cùng của thời lúc mà già cả rồi mà đi tu thì cũng đắc đạo quả Tu Đà Hồi. Giá như lúc trung niên đừng phung phí của cải, siêng năng làm việc, chắc chắn sẽ trở thành một vị bá hộ rất là giàu có. Nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc chắn sẽ đắc đạo quả A Na Hàm, còn vợ thì đắc đạo quả Tư Đà Hàm. Giá như lúc trung niên thôi, ông này mà hiếm mình lúc trẻ mà tu đắc đạo quả A La Hán, hai vợ chồng lúc mà trung niên đắc đạo quả ông chồng đắc quả A La Hán, mà vợ là đắc đạo quả Tư Đà Hàm, tức là cái kế đó A La Hán này, A La Hán, Tu Đà Hồn, Tư Đà Hàm, A La Hán, A La Hán đó. Thì hai vợ chồng một người sẽ đắc đạo quả A La Hán, và nếu như mà còn giữa lúc lão niên đừng phung phí của cải tài sản thì cũng trở thành một cái vị giàu có, nhưng mà nghĩa là không có giàu lắm thôi. Còn người chồng nó đắc đạo quả Tư Đà Hàm, người vợ đắc đạo quả Tư Đà Hồn. Nghĩa là quý vị thấy không, hai người này bây giờ đó không có của cải tài sản này, hai người hạnh thất này, không có biết tu hành gì hết trơn. Mà Đức Phật nói mấy người này mà còn trẻ tu đắc đạo quả A La Hán, vậy cái câu hỏi đặt ra là cái người này vậy là có ba la mật phải không? Mà tại sao mình như vậy, ra nông nổi như vậy? Bởi vì Phật chỉ mặt nói mà hai người này lúc còn trẻ đắc đạo quả A La Hán. Nếu mà tu thời kỳ trung niên, ông sẽ A Na Hàm, bà Tư Đà Hàm. Nếu mà lão niên thì ông sẽ đắc đạo quả Tu Đà Hồn, còn hai vợ chồng sẽ đắc đạo quả Tu Đà Hồn. Như vậy thì họ có đầy đủ ba la mật cả. Mà bây giờ ra nổi như vậy, thành hai ông bà già đi xin ăn mà cũng không có được cái đạo quả nào trời. Giá lúc lão niên, Phật nói cái thời kỳ thứ ba, giá lúc lão niên đừng phung phí của cải siêng năng tài sản, sẽ trở thành đệ nhất bá hộ, đệ nhị bá hộ, đệ tam bá hộ, thì theo thời kỳ thiếu niên, trung niên, lão niên. Bây giờ mà nếu như mà đợi già rồi mới làm ăn thì thành đệ tam bá hộ. Người xuất gia thì người chồng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, còn người vợ đắc đạo quả Tu Đà Hồn chẳng sai.
tức là vì già rồi đó mà cũng có thể là đắc đạo quả nữa chứ phải trời. Còn bây giờ công tử đã bỏ cái tài sản của người cư xử tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra bây giờ vừa chịu đói khát, trở thành một cái người ăn xin giống như con cò già đứng dưới ao khô. Rồi Đức Phật nói rằng, hễ mà khi mà lúc thanh niên cường tráng mà không có chịu kiếm ăn tài sản thì bây giờ giống như vậy, như cái con cò già như vậy. Thì cái câu chuyện là chỉ biết nhiêu đó thôi. Thì khi mà gì đây coi trong này chú giải giải thích như thế mà gì đây con cò già, một cái người, một kẻ ngu như vậy, giống như những con cò già quá sức già đứng dưới cái ao cạn hết nước, không có cá, tận tuyệt hết lương thực, không có gì để ăn cả. Như trên đã nói, ví như trong ao cạn hết nước, những người này không có chỗ cư ngụ. Ví như trong ao cạn hết cá, những người này gia tài cạn kiệt, phải phải đi khất thực mà xin ăn, phải đi mà đi xin để mà ăn. Đó. Rồi gì đây, giống như một cái tên mà bắn ra khỏi cái cung, bắn ra khỏi cái cung, theo chú giải thì ví như mũi tên đã thoát ra khỏi cái cung rồi, bay nhanh cho tới hết trớn thì rơi xuống, không còn lấy lên được nữa, chỉ còn nằm dưới đất làm mồi cho mấy con mối. Những người này cũng thế, đã trải qua ba thời thanh trung lão, bây giờ không thể tự cất mình lên được nữa, chỉ còn chờ chết mà thôi. Do đó Đức Bổn Sư mới ví họ giống như mỗi một mũi tên, giống như con cò già đứng bên bờ ao mà bây giờ ao cạn rồi, giống như một cái mũi tên mà khi mà đã bắn ra rồi đó thì nó đi 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 theo đó, mà nếu mà không trúng đích thì nó rớt xuống, và bây giờ nó trở thành cái mà vô ích. Và khi mà Đức Phật nói như vậy là rất là nhiều người đắc đạo quả, tụ đạo gì đây đắc đạo quả. Bây giờ quý vị biết người ta hỏi cái gì không quý vị? Sau khi mà nghe cái câu chuyện rồi người ta đặt câu hỏi, cũng như hồi nãy xin nói đó, khi Đức Phật nói rằng hai người này mà nếu như làm ăn mà lúc trẻ đó thì trở thành đại bá hộ, trung niên thì là đệ nhị bá hộ, thời kỳ lão niên đệ tam bá hộ, rồi mà nếu như mà gì đây mà tu lúc nhỏ đắc đạo quả a la hán, rồi tu tức trung niên có thể a la hàm, rồi cuối cùng là lão niên đắc đạo quả cụ đà hoàn, vậy thì tại sao bây giờ ra nông nổi như vậy? Đây là một người có ba la mật mà, có vậy không? Đây bây giờ quý vị nghe cái câu hỏi và câu trả lời. Muốn nghe không? Nghe câu trả lời không? Chắc chắn không? Thì đã học rồi không? Hả? Dạ nghe. Sao thế cứ bị làm thinh rồi sư cũng biết rồi. Kinh có kể chuyện hai vợ chồng già, hai người hành khất. Lúc gặp họ, Phật mỉm cười. Biết lý do, ngài A Nan hỏi, Phật trả lời, hai người này bây giờ đi ăn xin. Nếu, lặp lại, nếu chịu tu lúc trẻ sẽ đắc đạo quả A-la-hán, trung niên đạo đắc đạo quả tư A-na-hàm hay tư đà-hàm, và lúc già tu đà-hôn. Họ đã bỏ lỡ cơ may, bây giờ ta hỏi. Và thưa sư, như vậy hai người này không đủ ba la mật hay sao? Là câu hỏi thứ nhất. Mỗi đêm Đức Phật phóng hào quang, tức là cái vọng trí của ngài ra để ngài xem thế gian coi thứ ai đáng để cho ngài tế độ. Mỗi đêm Đức Phật phóng hào quang xem chúng sanh nào hữu duyên để tế độ. Đức Phật không nhận ra hai người này có đủ ba la mật hay sao mà tế độ họ, mà để cho họ phải ra nông nỗi như vậy. Tức là cũng giống như là thứ nhất là nói về vấn đề ba la mật. Sư này đặt câu hỏi như vậy là cứ nghĩ rằng hễ mà đã có ba la mật thì gặp Phật thì chắc chắn sẽ thành đắc đạo quả. Đây là một cái trường hợp quý vị thấy không? Có đầy đủ ba la mật, gặp Phật rồi mà không đắc đạo quả. Vì vậy người ta mới đặt câu hỏi. Cái thứ nhất, như vậy thưa sư, hai người này không đủ ba la mật cái sao? Câu thứ nhất. Câu thứ hai, mỗi đêm Đức Phật phóng cái võng trí của mình để xem coi thử chúng sanh nào hữu duyên cái tế độ. Đức Phật không nhận ra hai cái người này hữu duyên tế độ hay sao mà để cho họ ra nông nỗi như vậy? Câu trả lời, tiềm năng của hai vị này, tức là ba la mật đã đầy đủ, nhưng có một cái là duyên thầy trò với Phật Thích Ca không có. Ghê rồi. Quý vị có thể có ba la mật, quý vị có đầy đủ, quý vị đã tu rồi, khi quý vị gặp cái ông thầy đó mà dạy cho quý vị không có duyên với ông thầy đó, nói nó không click quý vị. Vì vậy quý vị thấy ông thầy hay là người bạn đạo rất là quan trọng, mà phải hợp với căn cơ của mình nữa. Đọc ngay tiếp nữa này. Có nhân duyên chưa tròn đủ, duyên không thể thành đệ tử thinh văn của Phật, nên khi gặp họ thì đã quá trễ rồi. Có thể là đệ tử thinh văn tương lai của một vị Phật khác thôi. Ông thầy Trần Sư Thầy Giáo nói rằng là đó, duyên với phải Phật Thích Ca không có. Vì vậy khi mà họ gặp Phật Thích Ca là họ đã già quá rồi.
Và có lẽ hy vọng rằng với cái ba la mật như vậy, trong tương lai có thể họ gặp, họ trở thành gọi là thinh văn đệ tử của một cái vị Phật nào đó ở trong tương lai mà thôi. Dạ thưa sư, ba la mật đầy đủ mà sao không trở thành đệ tử thinh văn của Phật Thích Ca được? Đây là vấn đề duyên nghiệp mà rất là khó giải thích. Nếu có duyên làm đệ tử Phật trong cái đó, chắc chắn hai người này sẽ đi tìm Phật vào đúng lúc họ tu tập. Nghĩa là ngay từ lúc họ còn trẻ đó, họ đã đi gặp Phật rồi. Nếu mà họ có duyên với Phật, tương tự như có một vị gặp Đức Phật lúc ngài mới thành đạo, lúc ngài đi bộ nhưng không dạy dỗ được gì hết, là ông này thế giới ông nói, quý vị có nhớ cái câu chuyện Đức Phật sau khi thành đạo không? Ngài đi bộ từ cái chỗ mà Bồ Đề đạo tràng đó, đi bộ tới vườn Lộc Giả để độ năm thầy Kiều Trần Như, mà ngài đi bộ đó nghe, ngài có thể dùng thần thông được mà tại sao ngài đi bộ? Là vậy, trên đường đó, ngài sẽ gặp một người và ngài sẽ tạo cái duyên cho người này để 40-50 năm sau đó người này sẽ gặp Phật lại và đắc đạo quả. Trong Đức Phật thấy trước là mình phải đi bộ để gặp cho được một cái người đó. Tương tự như có một vị Phật, có một một vị gặp Đức Phật lúc ngài mới thành đạo, ngài đi bộ từ Bồ Đề đạo tràng tới vườn Nai, tức là vườn Lộc Giả, ngài cố tình đi bộ để gặp vị này nhưng không dạy dỗ được gì hết, phải mất 45 năm sau mới đi kiếm Phật để tu và cuối cùng đắc đạo quả. Dạ thưa sư, trường hợp của hai người già lớn tuổi, lỡ kiếp này kiếp sau họ còn cơ hội để chứng ngộ đạo quả nữa không? Nếu họ gặp được đúng vị thầy hay người bạn đạo Kalina Mitta thì may ra, vì vậy người bạn đạo rất là quan trọng. Cái người mà có duyên để mà dạy đạo cho mình rất là quan trọng. Và tôi thấy điều này rất là rõ cho trường hợp cá nhân của sư. Cái vị thầy đầu tiên của sư là ngài thiền sư Usilananda, người Miến Điện. Gặp ngài chỉ hành thiền. Đó, nhưng mà không có duyên với ngài, ở lâu không được, phải đi xuất gia. Thì ngài chỉ nói là nếu mà sư đi xuất gia được rất là tốt, đó thì sư mới gặp được ngài Kim Triệu là ngày thứ hai. Đó, nhưng mà rồi cuối cùng không có hành, không có tập được. Ngài giới thiệu đi qua Miến Điện, ngài giới thiệu đủ các vị thiền sư nổi tiếng hết trơn mà không có nhân duyên. Mãi cho tới lúc mà sư gặp thiền sư Thế Giới Nha đó, lúc đó là mình biết ạ. Mà cái khi mà sư gặp cái ông này đó, là cái ông mà trở thành thầy của sư và sư có nhân duyên với ông đó, là ông hất mình ra, đá mình ra. Sư nhớ là lúc mà ngài hòa thượng Kim Tiểu, khi mà sư vô sư tu với ngài đó, ngài nhận sư vô thì rất là vui vẻ tử tế thầy trò lắm. Rồi ngài gửi qua bên Miến Điện, ngài nói rằng là của ngài Kim Tiểu gửi qua bên các vị bên đó cũng là đối xử chưa sư rất là tử tế nữa. Bề mặt nhân duyên không có, tu tập không có tiến bộ cái gì hết trơn. Đi lang thang lưu thôi lưu thứ được trải qua chạy về, cuối cùng gặp được ngài thổ thiền sư Minh, là thổ sư Minh không thèm dạy nữa, sư vô sư xin ở ngắn cho đại đuổi đi ở đi ra không có chỗ. Thì nói rất là dễ thương nhưng mà đại khái là vậy thôi. Cuối cùng lúc đó là thấy không, bây giờ nhân viên này, ngài Kim Tiểu qua bên đó gặp ngài sư Minh, đi qua Miến Điện, đi qua Miến Điện là đi giữ lễ gì rồi vậy thôi, người ta giới thiệu lại gặp ngài sư Minh, học thiền với ngài sư Minh. Sau khi học thiền với ngài sư Minh rồi đó, ngài Kim Tiểu mới nói với sư đó, là ngài sư Minh nó rất là hay, nhưng mà bận rộn ghê lắm, bị Phật tử tới hoài. Thì ngài sư Minh có giới thiệu một cái người đệ tử của ngài là sư Tê Lê Gia đó, và cái ông này cũng rất là giỏi nữa. Đó thì nhờ cái ân đức của ngài Kim Tiểu gặp ngài hòa thượng sư Minh. Rồi đã sư khi mà sư xin vô thì sư chỉ có nói rằng là dạ bạch ngài con làm tròn đều là ngài sư Minh cho sư vô liền, mà không dạy trực tiếp, giao cho sư Tê Giê Ni Gia. Quý vị thấy nhân duyên đi không? Mình là học trò đầu tiên của ngài Kim Tiểu, ngài Kim Tiểu dạy không được, giới thiệu đi qua Miến Điện, ngài không dạy không được, không phải là ngài không có thì giờ, ngài bận công chuyện mà, ngài giới thiệu đi qua bên Miến Điện học với các vị như ngài Upanita, các vị trưởng lão cũng rất là nổi tiếng, cũng không có tu tập được. Bỏ trường thiền đi lang thang chỗ này chỗ kia, đổi trường thiền này đổi trường thiền kia, qua mà toàn các vị mà ma si mà nổi tiếng không à, cũng được. Ngài Janaka, ngài Ukundala có thỉnh được qua bên Mỹ này nữa, không có được gì hết. Cuối cùng là ngài cũng ngài Kim Tiểu nữa, chính ngài là đưa mình vô trung tâm ma si, mà chính ngài giới thiệu với sư với ngài, không phải giới thiệu với sư nhưng mà sư vô sư thưa với ngài và thượng sư minh sư nói dạ bạch ngài con là đệ tử của ngài Kim Tiểu. Thì lúc đó ngài sư minh biết ngài Kim Tiểu là ai rồi. Do đó ngài sư minh mới nói được rồi, mùa hạ này tới sư đi về vô đề nhập hạ, tôi sẽ giới thiệu đó
người đệ tử của tôi là ông thầy đó, tôi sư tới trình diện với ông đó, ông sư học đạo. Lúc đó là ông mới có hai hạ, sư 11 hạ. Lúc đó ông sư Tề Trình Gia mới có hai hạ, ngài học thượng Kinh Triệu 51 hạ. Vậy mà hai ông to phải ngồi xuống học ông nhỏ. Sau này khi mà sư vô ở trong đó là sư sư học cái sư Tề Trình Gia, sư mới thấy rằng ngài học thượng sư mình gửi tới những cái vị mà lớn hạ còn hơn sư nữa. Lúc đó sư mới 11 hạ, có ông 25, 26 hạ. Rồi mấy ông nghe nói ông này có hai hạ mà dạy mình ổn điệu. Mà sư mình nói phải tới học với người ta. Người ta rất là nhỏ hạ nhưng mà người ta khả năng thiền tập người ta rất là giỏi. Học đúng một mùa là bỏ đi. Chỉ có mấy người ngoại quốc là ở lại thôi. Còn tất cả các vị mà Miến Điện là cao hạ là tới đó là trào tới lui, tới đó trào tới lui. Cái quý vị thấy không có nhân viên rồi. Bởi vì mục đích của người ta là muốn tới học với ngài Hòa Thượng Sư Minh. Ngài Sư Minh biết là mấy ông này không có học được gì hết. Nghĩ qua ngày Sư Thế Giới Gia. Sư Thế Giới Gia lúc bây giờ nói chuyện với sư nó cũng rất là ngại. Tôi mới có 2-3 hạ, còn mấy ông này 25-26 hạ. Nhưng mà Hòa Thượng đứng sau được đẩy tôi mà. Vì tôi nghĩ rằng Hòa Thượng có đứng sau lưng tôi, do đó tôi chấp nhận tôi phải dạy mấy sư này. Rồi cứ mỗi đêm, Sư Thế Giới Gia vô gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi, trình lại cho Hòa Thượng nghe dạy dỗ cái gì và các vị, cái behavior của các vị đó như thế nào. Thì sư thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau rất là lâu. Sư đứng cái cốc của sư đối diện với cốc của ngài Sư Minh, sư thấy sư Tề Giản Gia vô cứ mỗi buổi tối sau khi mà Phật tử mà đi hành thiện về là sư vô gặp ngài thường Sư Minh, hai người nói chuyện qua nói chuyện lại thì sư không có nói cho sư biết là nói cái gì, nhưng họ trao đổi với nhau. Bởi vì trong khi đó là tại thiền viện Sư Minh có rất nhiều vị cao hạ được ngài và thường Sư Minh gửi tới học. Đây như vậy thì người ta hỏi, nếu mà trong trường hợp như vậy thì hai người này nè kiếp này là một người ăn xin mà không có đắc đạo quả như hệ về điểm kiếp sau họ còn cơ hội để chứng ngộ, thì sư Tê Gia trả lời, nếu mà học đúng vị thầy hay gặp đúng vị thầy của mình hay người bạn đạo Kalina Mitta thì may ra. Vì vậy người bạn đạo rất quan trọng. Trong câu chuyện này chúng ta thấy giây phút hiện tại rất quan trọng, nghiệp trổ quả trong hiện tại quyết định mọi chuyện. Trong kiếp hiện tiền duyên chưa hội đủ thì ba la mật có đó cũng không thành tựu và giác ngộ. Không phải là có ba la mật là tự nhiên giác ngộ đâu, mà phải đúng cái vị thầy của mình để mà khơi lại cái tiềm năng tu tập của mình. Nghiệp tạo trong kiếp hiện tại tu hành bây giờ sẽ nối với ba la mật trong quá khứ. Mặt khác có người tu rất dữ trong hiện tại nhưng mà ba la mật của tôi không có, cũng không đắc đạo quả. Như vậy thì mình phải tu rất là dữ trong kiếp này này, thì cái ba la mật trong kiếp này nó sẽ nối với cái ba la mật trong kiếp trước. Và nhờ vậy thì mình mới đắc đạo quả. Rồi bây giờ ví dụ cho hạn bây giờ mình tu rất là dữ, nhưng mà vì cái nhân duyên của mình không đầy đủ, do đó mình tu dữ nhưng mình không có được đắc được cái gì trơn. Có lẽ là mình phải tu nữa trong những cái kiếp tới nữa. Thì anh chị em thấy cái vấn đề mà đắc đạo đắc quả đâu không phải là đơn giản cái gì thôi. Nó phải đầy đủ nhân duyên, phải đầy đủ ba la mật, mà phải đầy đủ nhân duyên nữa. Gặp cái người đó là phải dạy mình, phải đứng, phải khơi đúng cái tiềm năng của mình ra thì mình mới là gì đây, mới là có thể là kêu bằng là gì đây, đắc đạo đắc quả được. Và người ta hỏi cái câu là Đức Phật cứ là mỗi buổi sáng là ngài thả cái bóng trí ra, ngài coi thử là có ai có nhân duyên với ngài, rồi ngài mới tế độ. Thì ông nói đúng rồi đó, cái bóng trí cho biết là cái người đó tôi nói họ sẽ nghe, tôi dạy họ sẽ làm theo. Còn khi mà ngài thả cái bóng trí ra mà những cái cặp vợ chồng đẹp không lọt, điều đó có nghĩa là họ với ngài có duyên. Nếu mà họ có duyên họ sẽ mắc vô trong cái bóng đó rồi, và ngài sẽ là tới tận nơi mà độ nữa, chứ không phải đợi cho họ tới gặp ngài nữa đâu. Vì vậy mình thấy tu tập trong kiếp này rất là quan trọng. Tu tập trong kiếp này sẽ nối với cái sự tu tập ba la mật trong những kiếp trước và giúp cho mình đắc đạo quả, cái thứ nhất. Và dù mặc dù mình đã tu rất là nhiều rồi, ba la mật mình đầy đủ rồi, nhưng mà trong cái kiếp này mình không gặp được một vị thầy nói mình nghe, mình không có hiểu, nó không click mình, nó theo kiểu thế gian là vậy đó. Do đó mình không có hiểu được gì hết. Không hiểu được gì hết thì nó cũng khơi dậy cái nguồn tiềm năng của mình trong quá khứ. Vì vậy, sư gì đây, Đức Phật chỉ độ những người nào hữu duyên với ngài thôi, vị nào đủ duyên ngài, ngài mới thấy trong cái võng ký của ngài. Vì thấy tức là Đức Phật không có thể là khi mà ngài thấy cái người đó trong võng ký của ngài là ngài biết là người này là có duyên với mình. Kêu mà tùy duyên hóa độ, quý vị nghe câu đó không? Tùy nhân duyên của người đó với mình mới dạy cho người ta được.
thì cũng giống như là ví dụ như chẳng hạn như sư lên trên Zoom, sư hướng dẫn, sư giúp đỡ rất là nhiều người vô nghe, nhưng mà nghe xong rồi bỏ đi, có một số vị thích ở lại tu tập đấy. Tức là không phải là sư giỏi, mà tại vì sao cái duyên của quý vị với sư có vậy thôi. Những gì sư nói quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị thích, quý vị thông cảm, quý vị muốn đó, quý vị học. Sư không biết là tới ngang đây quý vị có cái gì thắc mắc không? Dạ, con có câu hỏi là có phải hai vợ chồng này cái đời trước có ba la mật thành ra mới đầu thai vô được sung sướng trong cái thời tuổi trẻ phải không sư? Cái ba la mật đời trước có phải không? Cái đó là cái phước chứ không phải ba la mật. Cái ba la mật là cái phẩm chất của tâm, cũng Dạ. gọi là, cũng có thể gọi là ba la mật, bố thí ba la mật cũng được nữa. Đấy, một Thành cái ra mới đầu thai vô hai gia đình giàu có. phước. Đúng rồi. Cũng có cái phước báo trong đó nữa. Đấy. Còn mà cái ba la mật tu tập cũng có nữa, thấy không? Vì Đức Phật nói là có thể đắc đạo quả A-la-hán mà. Cái potential, cái tiềm năng của người ta đó có. Nhưng mà không có duyên với Phật. Tới lúc mà Đức Phật gặp thì già quá rồi, trở thành một người hành khất rồi. Đức Phật cũng Vậy làm vậy là hai ông bà đó có cái ba la mật về tu tập nữa ở trong cái đời trước nữa, phước nữa. có phước nữa, hai thứ. Dạ. Mà không khổ là không được gì hết. Nó thành ra mình thấy thấy người ta nghèo mình cũng không, đừng có nghĩ là tại vì người ta không có làm phước, người ta không có học giả là người ta tu không được, không phải là người ta không có ba la mật, nhưng mà tại vì cái gì đây, cái người hướng dẫn nó không có đúng, không có đúng, không có hợp với nhau, không có duyên với nhau đó. Như sư nói trường hợp đó, sư với ngài Trung Triệu đó. Ngài là cái thầy vị đầu tiên mà sư sư học, sư không hợp, rồi ngài gửi sư có đi qua bên Miến Điện học với các vị đó thì cũng tính cũng học vậy thôi, nhưng mà cuối cùng thấy không hợp, căn cơ không hợp. Thì cái chuyện mà căn cơ không hợp là cái chuyện bình thường, nó có sao đâu. Vì vậy mình càng đọc càng tu thì mình hiểu rằng một người học trò học với vị này không bỏ học vị này mà đi học với vị khác, cái chuyện tự nhiên. Cái vị đó là chỉ là hướng dẫn mình lúc đầu mà thôi, tạo cái duyên cho mình mà thôi đó, rồi mình sẽ đi, mình sẽ gặp vị thầy. Vì vậy quý vị nhớ một điều rằng là quý vị đừng có sợ quý vị không gặp vị thầy, khi mà duyên có rồi là cách thế nào cũng gặp. Vì vậy mình cố gắng mình tu tập một đằng khác rồi đó, mình sẽ tạo cái duyên lành với những cái vị mà cái là dạy dỗ mình đó. Ví dụ chẳng hạn như quý vị học học gặp được một vị thầy quý vị thích đó, thì quý vị tạo cái duyên với người đó. Khi mà quý vị tạo cái duyên với người đó thì có thể trong kiếp tới quý vị gặp nữa, cái gì thôi. Vậy thôi được rồi ha. Dạ, con cảm ơn sư. À, có vị nào muốn hỏi cái gì nữa không? Thì đọc bài tiếp. Thưa sư, trên đời này có những người không hợp bạn, khắc khẩu với mình. Cái lối suy nghĩ như vậy có đúng không? Thưa sư, trên đời này có những người không hợp mạng. Sư không biết chữ hợp mạng nghĩa là sao, chắc là không hợp với mình. Khắc khẩu là biết rồi nè. Nói ra là cãi nhau cũng sùng rồi. Có nhiều người nói rằng là đó, nếu mà người ta khắc khẩu với mình, thì sư trả lời, nếu người ta mà khắc khẩu với mình là vì họ đã có thành kiến, họ có định kiến xấu về mình. Tốt nhất là thôi gặp người ta làm thinh, đừng có giao tiếp, đừng có bạn bè bên ta. Nếu mình với họ vậy mà khắc khẩu, điều đó có nghĩa là mình có thành kiến với họ, họ có thành kiến với mình. Do đó mình gặp nhau mình nói như vậy đó. Tại sao cô đặt cái câu hỏi vậy? À, sẵn đây là sư sư nói cho quý vị nghe là quý vị nhớ cái cô tên là gì hả? Dì Minh nè, anh Minh là Thanh Minh vậy đó. Có nhớ một lần là trong cái Zoom của cô Chi, cô hỏi sư không? Mà cô nhắm mắt cô hỏi nè. Sư gặp cô sáng ngày hôm nay ở đài niệm xứ, cô xuất gia, cô chạy tới cô chào sư, cô nói con này anh Minh, sư cũng chẳng biết ai nữa, tu nữ. Anh Minh hả? Là Thanh Minh, cô Thanh Minh chứ, cô Thanh hả? Minh Thanh, anh Thanh Minh. Thanh Minh sư, Thanh Minh. Thanh Minh đó, cô đó đó, mặt hơi tròn Ờ, vậy tròn. bây giờ là xuất gia luôn rồi hả sư? Sư nghĩ là xuất gia giao duyên thôi. Sư không biết là duyên hay không, mà đâm quá sư chỉ biết là cô tới cô sàng sàng, sư thấy cái mặt quen quen mà sư, bà tới mình nói với sư, mình nói con Thanh Minh đại sư, rồi cái nọ sư nói sư nhớ cô là ai, con lên trên Zoom con hỏi sư, sư dòm nó hỏi rồi bữa trước cô hỏi mà cô nhắm mắt cái sư la cô phải không. Cái rồi cái cô nói dạ giờ cô xuất bà xuất gia tu nữ cạo đầu đấy, thành ra vậy đây tới gặp sư chào xin chụp hình rồi đó. Rồi không biết tại vì ngài có một khóa thiền 10 ngày ở trên từng
thiền viện đại niệm xứ. Thôi bây giờ đó là mở mặt ra, bây giờ đó đóng mặt lại, mình nói chuyện về vấn đề khắc khẩu. Khi người ta khắc khẩu với mình là vì họ có thành kiến với mình, hoặc giả mình thành kiến với họ. Nếu mà đã định định kiến mà xấu về nhau rồi đó thì tốt nhất thôi đừng có nói năng gì nữa, đừng có giao tiếp với bạn bè. Và thưa sư, con muốn nói như thế này sư này. Anh em trong nhà đó, mình đi xa thì họ thương nhớ mình, họ viết email, họ thư từ, họ điện thoại, họ email, họ nói rất là họ thương, họ rất là mến mình. Nhưng về nhà gặp nhau thì cãi vã, bất đồng quan điểm, xung đột rất là nặng nề. Đó là cái vấn đề con muốn hỏi. Anh em của con ở xa đó, như bà chị của con, bà ở xa thì bà viết thư cho con, là bà gọi điện thoại, là gửi email, là thế nói rất là dễ thương. Nếu như về hai về nhà thì hai chị em cãi nhau không rồi. Có lẽ là vì hành giả tu chưa có sự chuyển hóa thay đổi, cho nên người nhà không kính trọng và không nghe theo, đơn giản như vậy thôi. Có lẽ là tại vì cô là người, cô nghĩ suy nghĩ là cô là người tu, cho đó khi cô về nhà cô muốn đem cái đạo ra, cô truyền cho người khác, cô dạy cho người khác. Người ta ở xa, người ta cô khi mà người ta, cô ở xa, cô đi tu đi rồi gì đó người ta không biết, nhưng mà khi cô về nhà, có lẽ thực sự nói vậy, có lẽ là cô muốn cái sự mà kêu bằng là khả năng tu tập của cô, cái sự chuyển hóa của cô chưa có nhiều, nó cô muốn đem cái đạo ra cô dạy cho người khác, vì vậy người ta không tin quý vị, không tin cô. Như vậy thì quý vị thấy khi mà mình dạy cho người khác là mình phải tu rất là nhiều, còn mình không tu á, loài ra là người ta không có, không đừng có bao giờ nói là mình hay mình giỏi hết trơn, rất là nguy hiểm. Mình chỉ nói mình biết cái gì thì mình chỉ, mình hướng dẫn vậy thôi. Còn cái mà đi tu rồi đó, đi về nhà rồi khuyên lơn người nhà phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, cái đó là cái thất bại. Cá nhân sư cũng dám khuyên người nào hết trơn, sư chỉ nói những cái gì mà sư hiểu, những cái gì mà sư có thể làm được, cái gì sư làm không được sư cũng nói sư làm không được. Rồi anh chị em thân bằng tương thuộc của sư, người nào muốn theo không sao. Sư không có bao giờ khuyên lên nên làm, bị khuyên cái gì, làm sao mà khuyên được. Ở sẵn đây sư có nói trong cái nhóm ngày thứ bảy đó, có một người hỏi cái câu này, sư chưa có trả lời quý vị. Hỏi rằng là con có một cái người bà con á, có một cái thói quen rất xấu, đó là coi phim sex à, coi suốt ngày à, bỏ công ăn việc làm. Sư hiểu những chuyện này. Một thời kỳ sư thanh niên sư cũng làm cái chuyện đó. Và khi mà nó đã mê say vào trong đó rồi, đó, có khuyên gì nó cũng, nhất là bây giờ quý vị thấy cái hệ thống mạng nó rất là dễ, có cái điện thoại di động là muốn coi cái gì là coi. Vì vậy những cái người này đòi hỏi chứ tự họ có một cái ý chí rất là mạnh mẽ để vượt qua những sự khó khăn này cho con mình khuyên cũng được. Bởi vì họ gần gũi cũng giống như cái người hút thuốc vậy đó quý vị. Khi mà người ta ghiền vào đó rồi, ta enjoy vào đó rồi, mình nói mình. Vì vậy mình chỉ là cũng giống như tất cả mọi người, nói cho họ biết cái xấu cái tốt, cho mình không thể nào mà mình khuyên lơn gì họ, mà họ chắc chắn là họ nghe theo. Khuyên lơn thì khuyên lơn, mà đừng có mong người ta nghe mình đó, thì nên khuyên lơn. Có lẽ vì hành giả tu chưa có sự chuyển hóa thay đổi, cho nên người nhà không kính trọng và không nghe theo. Nếu mình thay đổi đi, người ta sẽ thay đổi theo đấy. Thân giáo là phương cách giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người khác tu sau. Mình tu là lo cho người khác, mình tu là tạo cho người khác một cái gương lành để họ nói theo, chứ không phải là mình tu để mà mình đi dạy cho người ta. Đó, hồi trước là sư cứ cái bà nói rằng bây giờ sư đi xuất gia đi, sư có thể dạy đạo cho người khác, mà khi mà sư vô á, ông thiền sư Tây Gia ông nói rằng là đừng có suy nghĩ như vậy. Mình đã tu tới ngang đâu mà mình dạy cho người khác. Mình sẽ nói rằng với họ rằng mình sẽ nói với người Phật tử là mình chỉ chia sẻ những gì mà mình biết được. Và mình cũng đang tu mà, cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thân giáo tức là tự mình tu lấy là phương cách giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người khác tu sau. Mình tu là cho người ta cái gương lành để họ noi theo. Cá nhân của tôi là một trường hợp, hồi tôi còn cư sĩ phục quậy phá cả nhà ai cũng ghét. Lúc sau này tôi thay đổi, tôi biết tu, tôi bắt đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có sự chuyển hóa rõ rệt, cho nên hành vi cử chỉ cũng đàng hoàng tử tế hơn. Ông nói hồi xưa tôi là cái thằng quậy mà, trong nhà là ai cũng sợ tôi hết trơn á. Tôi xì ké ma túy, tôi đi chơi bời, tôi làm đủ thứ trò. Mẹ tôi khóc hoài. Đấy. Nhất là hút của ác hiểm, sử dụng mà gì đó, ma túy. Đó thì ông nói rằng là đó, trong nhà là ớn tôi lắm. Thì tôi đi về trong nhà sợ. Bà chỉ tôi, bà rất là sợ tôi. Đó. Nhưng mà rồi sau này khi mà tôi gặp cái phương pháp này tôi tu tập, tôi rất là tốt. Tôi biết là nhờ cái pháp tu tập này nó cứu tôi, do đó tôi hết lòng tôi tu tập.
Và khi mà tu tập tốt rồi đó thì gì đây, hòa thượng đó, hòa thượng mới, mới dặn anh chị em của thầy á, nói là thứ bảy chủ nhật mà gia đình mà gặp nhau á là phải kêu ông này ông dạy đạo cho mà tu thiền, vì được hòa thượng cho phép như vậy, do đó ông này cũng có cái tiếng nói rất là mạnh trong gia đình. Nghe ông đọc tiếp này: lúc tôi thay đổi biết tu, bắt đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có sự chuyển hóa rất rõ rệt, cho nên hành vi cử chỉ tôi cũng đàng hoàng, cũng tử tế hơn. Bây giờ tôi ít nói, nhưng nói gì anh chị em trong nhà cũng nghe theo. Họ nghe vì thấy những gì tôi nói đúng và nói hợp với chánh pháp. Gia đình tôi là cái gia đình mà tu tập từ nhỏ tới lớn mà. Và Thượng Sĩ Minh là dạy đạo cho hết cả gia đình, từ ba tôi mà cho tới mấy đứa con. Vì vậy đây là một cái gia đình mà đi theo chánh pháp. Vì vậy những cái gì mà tôi nói đó, họ coi thử, họ suy nghĩ. Bởi vì mấy ông anh bà chị của thầy Tây Di Gia là bác sĩ đâu không à, chứ đâu phải dưỡng chơi. Mà bác sĩ đôi khi tập với chồng nữa. Thành ra họ không phải là cái người mà ngu dốt. Thành ra khi mà họ thấy ông này thay đổi, họ ngạc nhiên quá. Rồi rồi họ tới, họ gặp họ thượng sự mình, nói bây giờ đó người em của tôi không cần nghĩ đi tới gia đình lo tu không à, rồi làm sao đây. Và thượng trả lời nói rằng nó cũng con người như mọi người mà, cái nó cũng là một con người như mọi người. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái giai đoạn bây giờ nó hăng hái nó tu tập vậy thôi, nhưng mà rồi rồi sau khi mà cái sự tu tập nó càng ngày nó càng được phát triển, được mạnh mẽ rồi đó, thì nó sẽ trở thành một cái người bình thường, nó quân bình hơn. Lúc bây giờ nó biết lúc nào nên tu, lúc nào nên giúp rồi vậy đó, hay là đem cái sự giúp đỡ trong cái đời sống tu hành con đây. Nhà tôi rất đông anh em, cứ mỗi Chủ nhật cả đại gia đình sum họp ăn uống. Bố mẹ tôi thấy các con cái về đông đủ rất sung sướng, nhưng tôi thì lại nghĩ cứ tụ tập mà ăn uống nói dốc như thế này hay sao. Vì vậy tôi đề nghị trước khi ăn cả nhà ngồi thiền 15 phút nửa giờ. Sau giờ ngồi tôi hỏi thăm xem họ coi có kinh nghiệm gì cho họ trình pháp. Mọi người có quyền trình bày góp ý hay đặt câu hỏi, và từ từ những tranh chấp trong gia đình, khó khăn trong quan hệ giữa người này người kia vuốt mắt chưa được tháo gỡ được đưa ra. Ông nói rằng lúc bây giờ là tôi về tôi sinh hoạt trong gia đình tôi cứ ngày chủ nhật anh chị em họp lại ăn uống, và tôi nói bây giờ mình phải ngồi thiền chứ cứ ăn uống hoài nữa nó có lợi ích gì. Sau khi mà ngồi thiền xong rồi đó là ông hỏi coi thử là họ có tu tập, họ có kinh nghiệm được gì không. Vậy thì bà này nói rằng tôi ngồi tôi nhớ tới con em dâu của tôi ghét cay ghét đắng, nó là hai bên nói ra đem tất cả những cái tranh chấp trong gia đình nói. Mọi người có quyền trình bày góp ý đặt câu hỏi, và từ từ những tranh chấp trong gia đình, những khó khăn trong quan hệ giữa những người này với người kia vuốt mắc chưa được tháo gỡ được đem ra trình bày. Thế là tôi dùng Phật pháp giúp mọi người hiểu vấn đề nằm ở đâu, tại sao phiền não sanh lên và phương thức giải quyết. Những buổi sinh hoạt như thế càng lúc càng được mọi người ủng hộ, gây ra không những trong gia đình rồi mà có những người khác, bạn bè của anh chị em của tôi cũng cũng là cũng đem tới nữa, cũng tham dự vô đó nữa, và họ cũng đặt ra những cái vấn đề đó, rồi tất cả mọi người đều bàn luận và thảo luận rồi sau đó mới ăn uống. Buổi sinh hoạt như thế càng lúc càng được mọi người ủng hộ tham gia, và tôi trở thành cố vấn tâm linh cho gia đình, thiền sư dạy đạo cho tất cả những thành viên trong gia đình của tôi. Quý vị thấy không, cái người tu tập và tự nhiên nó có một cái sự lợi lạc. Một cái người mà kêu bằng là côn đồ, ông nói là ông là một tên côn đồ mà ma huyễn gặp ma túy mà du đãng đồ đủ thứ tôi đó. Mà Phật pháp cứu tôi, Phật pháp chuyển hóa tôi từ một cái người mà xấu xa như vậy mà trở thành một cái người tốt, mà trở thành trong cố vấn tâm linh cho gia đình. Quý vị thấy một cái bước đó rất là xa. Là người tu hành mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước nếu mình muốn dạy ai, và đây là cách truyền bá Phật pháp tuyệt diệu nhất. Đến đâu cũng đừng muốn dạy mà phải làm sao để người ta thấy cung cách đạo đức của mình, nói lời nhã nhặn đúng pháp, không háo danh, không háo lợi, không bon chen, không giành giật, không ngã mạn cho mình là pháp sư, thiền sư giỏi, vân vân và vân vân. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng những cái người này là học trò của mình, là Phật tử của mình. Không ai học trò, không ai Phật tử của ai hết đâu. Người nào mà suy nghĩ rằng đây là Phật tử của tôi, đây là thiền sinh của tôi, đây là học trò của tôi, là mấy cái người đó rất là ngu si. Không nói vậy là bởi vì khi mà họ không còn hợp với mình nữa là họ đi cái vị khác à. Đơn giản như vậy thôi. Đó là cái pháp thế gian này nó như vậy. Họ chỉ tới với mình khi họ thấy là mình có thể giúp đỡ được họ giải quyết những khó khăn của họ. Mà khi mà họ không không tới, không có không thấy cái lợi lạc gì nữa thì họ đi. Đây, ví dụ chẳng hạn như sư với ngài Kim Kiều chẳng hạn. Sư tu tập với ngài một thời gian rồi đó, khi mà ngài gửi sư qua đi qua bên Miến Điện, sư gì đây, cái thứ nhất là khi mà sư ở bên bên Mỹ này đó, ngài ngài dạy đạo sư học học pháp được, sư không học, ngài đã nói nhỏ rồi mà
cái lúc đó là ngài tiếng Việt không có được thảo ra, cái vấn đề trình bày nó không có được khắc phục hơn. Sư sư là không phải là sư nói sư tự cam, nhưng mà mình đi học mà mình suy tư rất là nhiều, mà gặp một cái người mà không có đồng về cái vấn đề mà cái bằng văn hóa đó rất là khó. Sư đi qua bên Miến Điện cũng vậy nữa, ngày gửi sư qua Miến Điện gặp các ngài Miến Điện, sư thấy các vị này học học đâu trong sách kinh sách đem ra nói không à, sư không chịu. Cho mãi cho tới khi mà sư gặp ông tiên ra là cái ông này không có học hành gì hết, mà ông nói câu nào nghe xác đáng câu đó. Sư mới thấy rõ ràng đây là những người là có cái thực tập này, có sự tu tập này, chứ không phải là như các vị mà tiền sư, không phải là sư so sánh. Sư thấy là họ nói mà đem sách vở ra nói thì mình không có khuất phục. Còn nó nói tôi tập này là tôi kinh nghiệm đấy này, nãy giờ nói này, hồi trước tôi là một cái thằng du côn du đảng mà sau này tôi bây giờ tôi trở thành một cái vị thiền sư dạy đạo cho trong 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 gia đình của tôi, thì quý vị thấy đi một bước rất là xa, bởi vì tôi tu và tôi đã có cái sự chuyển hóa, do đó người ta mới tính theo nhé. Thầy của tôi là ngài Hòa thượng Sụ Minh đâu có dạy tôi tiếng tiếng Phạn, tiếng tiếng Pali, tiếng đồ gì đâu, dạy bằng tiếng Miến trực tiếp cho tôi thôi, để đạo thì dạy mà cách thức thiền tập, và tôi trình pháp với ngài thì tôi cũng nói tiếng Miến thôi. Vậy mà khi mà tôi trình với ngài là người ta tới nghe rất là đông mà tôi không biết, trong khi ông nói tôi trình pháp với ngài vậy người ta tới phải kêu người ta tới nghe, mà chỉ cho mấy người Phật tử, và nói cái thằng này này lúc đó ông còn cư sĩ, nó là cái thằng tu ngoài chợ ghê gớm lắm đó quý vị tu trong trường thiền thôi phải không, nó tu ngoài chợ đó, vì không có thời giờ đi tu ở trong chùa, ra ngoài chợ tu. Vì vậy là người tu hành phải tu để có sự chuyển hóa cho mình trước, nếu mình muốn gì đây dạy ai, và là cách truyền bá Phật pháp tuyệt diệu nhất. Đến đâu đừng có muốn dạy, mà phải làm sao để cho người ta thấy cách tư cách đạo đức của mình, cho thấy lời nói của mình nhã nhặn đúng pháp, mình không háo danh, không háo lợi, không bon chen, không giành việc, không ngã mạn, không cho mình đây là pháp sư thiền sư. Tất cả những cái quality này rất là tốt, làm sao mà có được mấy cái này đây nha. Người ta tới người ta gặp mình, người ta nói đây là Meditation Master, sư đi một cái nhóm thiền ở trên một cái tỉnh đó, ở bên Mỹ này là tiểu bang, đây là giới thiệu đây là Meditation Master. Sư nói sư có phải Master đang làm gì, nó cái Mỹ mình phải nói Master là chỗ ngon lành như vậy đấy. Ở thế gian này người ta rất thích cái ưa chuộng ở bên ngoài, cũng giống là có một lần sư đi đi dự đám ma của một vị sư đó. Thì một cái sư mà đứng đứng mà kêu bằng mà điều khiển cái buổi đó, mà buổi mà kêu bằng là ông đó ông chết rồi, thì ông sư đó ông chết rồi thì làm cái buổi cầu siêu đó, thì nó rất nhiều vị tới tham dự, mà tới hỏi sư là bây giờ ở chùa nào, cái tên chùa là sư là tên gì, tu trì một cái chùa nào mới được, mà còn mình nói mình đi ở cái họ không chịu, họ không giới thiệu gì hết, họ quên, forget rồi. Tôi chỉ giới thiệu ông trụ trì mà thôi, chức năng này là hoàng pháp rồi làm cái này làm kia cho thật to lớn mới được đó. Thì mình thấy thế gian là vậy, họ rất là háo danh háo lợi. Vì vậy đến đâu đừng muốn dạy, mà phải làm sao để cho người ta thấy cái tư cách đạo đức của mình, nói lời nhã nhặn đúng pháp, không háo hức, không háo danh, không háo lợi, không bon chen, không giành giật, không ngã mạn, cho mình là pháp sư, là thiền sư giỏi. Từ chỗ đó Phật tử bắt đầu có lòng tin, thích thú muốn tìm đến học hỏi. Bây giờ chúng ta mới thật sự sẽ chia sẻ những gì mình biết cho người ta mà thôi. Chia sẻ thôi. Tôi biết cái này là tôi chỉ nói với quý vị vậy thôi. Còn mà nói mà tôi mà giỏi master là chưa, đã làm được đâu. Lý tưởng của một vị thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ, thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên do nhân quả vận hành tác động, nếu không là đi vào tứ lộ và quả chết. Điều này có nghĩa là chưa giúp được ai mà phiền não đã vùi dập mình rồi, một cách tiêu đứng. Muốn nói rằng là cái người tu mà người mà muốn đi dạy đạo người khác là phải rất là phải tu hành rất là dữ đó. Sư thấy rất là nhiều vị đó, sư cá nhân sư sư biết trong cả một cái quá trình không có tu tập gì đâu, thành ra nói đạo thuyết pháp rồi Phật tử họ nghe ngay lúc đầu thôi, họ thích lúc đầu, rồi lát từ 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 họ không thích nữa. Vì sao? Vì khi mà va chạm mà tiếp xúc nhiều bắt đầu thấy cái vị này không tu. Trong trong kinh cũng có một cái câu chuyện, trong pháp cú kinh cũng có một câu chuyện vậy đó quý vị. Ông đó thì ông khuyên người ta tu dữ lắm, mà tới khuyên ông kêu người ta hành thiền, người ta lên, người ta ngồi thiền, người ta ông vô phòng ông đóng cửa lại ông ngủ,
Để khi nào có dịp để đọc bài đó cho quý vị nè. Thưa sư, biết chừng nào hành giả mới rõ là mình đã hiểu mình đủ, càng tập thấy mình hiểu chưa mình chưa đủ bao nhiêu cả. Đây là một sư cô hỏi đó quý vị. Và thưa sư nói rằng mình muốn dạy người khác thì mình phải hiểu tâm mình cái đã. Hiểu tôi thật kỹ, hiểu thật sâu sắc. Ông nói nè, lý tưởng của một thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ, thật sâu sắc. Hiểu rõ cái gì nữa? Hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên. Hiểu rõ cái gì nữa? Hiểu rõ nhân quả tác động và vận hành như thế nào. Nếu mà mình không hiểu những cái điều này, tức là những cái quy luật tự nhiên đó, thì mình đi vô tử lộ đó. Mình phải hiểu điều này đó. Mà sư rất là ấn tượng bởi vì ông nói nhiều cái thì thấy bây giờ đã càng lúc mình thấm, mình suy nghĩ là nó rất là đúng. Thì khi nào mà mình nghĩ rằng người này là Phật tử của mình, người này là thiền sinh của mình, mà đi vô tử lộ rồi đấy, phiền não rồi đấy. Không ai là Phật tử của ai hết, không ai là thiền sinh của ai hết. Họ đủ nhân duyên với mình, họ tập hết nhân duyên mình, họ đi, có đơn giản gì không. Ngay cả anh chị em trong gia đình mình cũng vậy, nhớ như vậy. Anh chị em trong gia đình của mình, con cái của mình, nó tới mình với mình nhân duyên. Mà lúc đó, đôi khi cha mẹ nói con cái nó được chịu ngay, phải không? Mà nó nghe TV, rồi nó nghe bạn bè nó, là mình không có đủ duyên dạy dỗ nó. Đơn giản vậy thôi. Lúc bây giờ thì đừng có dùng force. Ông nói vậy, đừng có dùng sức mạnh để mà ép buộc nó. Dạy nó ngay, thôi, buộc. Vậy thưa sư, bây giờ câu hỏi đặt ra là biết chừng nào cái người tu mới rõ là mình đã hiểu mình đủ, càng tập càng thấy mình hiểu chưa đủ mình bao nhiêu cả. Trả lời, hiểu tâm mình cho thật rõ đi. Hiểu tâm mình sẽ hiểu tâm người khác. Khi hiểu rõ bản chất của tâm, bản chất của thiền pháp, bản chất của ác pháp. Ví dụ hiểu rõ bản chất của tham sân si từ chính mình, thì tham si của Tây, Tàu, Ấn Độ, Việt Nam, Myanmar giống nhau cả. Vì vậy tôi thường nói với quý vị, tôi và người ta giống nhau. Tại sao vậy? Giống nhau ở chỗ phiền não tham sân si. Tôi nói như vậy nghĩa là người ta tham sân si, tôi cũng tham sân si. Tôi cũng chẳng gì hơn hết. Bây giờ đó, mình hãy tự mình thấy cái tâm sân của mình như thế nào. Mình làm cái gì thì mình thấy cái người khác cũng vậy. Và khi mà mình thấy cái người khác rồi thì mình không có ghét còn nữa. Bên mình thấy mình hiểu rằng khi mà tâm sân nó tới rồi đó thì mình hoặc cả người đó đều bị như vậy hết trơn. Và lúc bây giờ mình gọi là thích thú quan sát cái gì, một người trí tuệ vô cùng trời đó. Ví dụ mình thấy một cái người mà rất là hung hăng xông tới mình nói mình những cái câu rất là dữ, cái gì không? Mình hiểu đây là bản chất của tâm sân. Và mình đã nhận ra được cái điều này từ chính cá nhân của mình rồi. Và mình thấy thì như vậy họ với mình giống nhau rồi, chứ mình có hơn gì họ đâu. Và khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì là mình sẽ là gì đây, không có coi cái chuyện này là cái chuyện bị offend nữa, không bị giống là bị người ta tấn công mình nữa. Mà mình thấy là cái chuyện là cái khi mà phiền não mà nó tới được, nó đã như vậy rồi đó, thì ai cũng giống ai hết trơn, dù là cái người đó là ngoài trừ một bậc thánh nhân thì thôi. Còn một người phàm thì giống nhau cả, không có người nào mà giống ta mà khác ai, không ai khác ai hết. Thưa sư, nếu người ta yêu cầu quá thì sao? Dạy đi nhưng phải thật cẩn thận đó. Cái gì mình biết thì nói, mà cái gì không biết thì khoan nói đã. Cái cô này cô nói vậy, thưa sư bây giờ con đi học bên Miến Điện mấy năm rồi con về, rồi bây giờ Phật tử có yêu cầu con phải dạy thiền rồi vậy đó, bây giờ làm sao đây? Thì dạy đi nhưng mà phải nhớ này, cẩn thận nha. Cái gì mình biết thì nói, cái gì mình biết thì làm thinh đi, đừng có nói tầm bậy bạ, không muốn dạng gì đó. Mà quý vị thấy không, không phải đây là những cái lời mà thầy mà nhắn nhủ và khuyên ngập rồi, ông chỉ nói một cách trung trung vậy thôi. Ông cũng nhắn nhủ, ông cũng khuyên lên ai hết đó. Bây giờ quý vị nói là quý vị đi học một thời gian về, bây giờ Phật tử yêu cầu quý vị đạo chẳng nói dạy đi, nhưng mà nhớ phải cẩn thận. Khi mà mình dạy mà người ta nghe nữa, đừng có giận hờn người ta. Khi mình dạy mà mình có những gì mình biết mà nói mình không biết, mình đi tìm kiếm mình hỏi. Còn đừng có bô ba ba mà chết. Ngài Usutika có nói những câu rất là hay và suy chép ở đây. Ai nghĩ rằng giúp đỡ người khác bằng cách dạy dỗ, truyền bá Phật Pháp, phục vụ nhân loại hay cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất nên làm, người ấy không hiểu, không biết điều gì quan trọng, điều gì thật sự có ý nghĩa sâu sắc. Đọc lại câu này. Ai mà nghĩ rằng giúp đỡ người khác bằng cách dạy dỗ, truyền bá Phật Pháp, phục vụ người, nhân loại hay cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất nên làm trong cái cuộc sống của mình. Người ấy là một cái người mà không hiểu thế nào là điều gì quan trọng, là điều gì không quan trọng, điều gì có thật sự ý nghĩa sâu sắc.
Điều quan trọng mà một người có trí tuệ thông minh có thể làm là sống một cuộc đời của mình cho thân chân thật, nỗ lực tích cực tìm hiểu hơn bản chất thực sự của mình, xấu thế nào, tốt thế nào, xấu bao nhiêu, xấu tốt bao nhiêu, mình đều biết hết. Cho mình không bao giờ mình ôm đồm, mình nói rằng là mình như vậy, mình như kia, mình như đó. Đây là ngày Sotika nói được cái gì. Khi mà mình có cái, mình cứ nghĩ rằng là cái bổn phận của mình là phải đi ra ngoài mình giúp đỡ người này người kia, bổn phận là mình phải cứu rỗi người này người kia, mình phải làm chuyện này chuyện kia để giúp đỡ người khác. Cái người mà có cái suy nghĩ như vậy là cái người không hiểu cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Cái người ấy không hiểu thật sự, hiểu ý nghĩa sâu sắc. Bởi vì sao? Cái điều quan trọng của một người trí tuệ, một người thông minh là làm sao cho cuộc sống của mình này, cái đó này, cho nó thật chân thật, mình nỗ lực, mình tích cực, mình tìm hiểu rõ bản chất thực sự của mình. Mình hiểu mình xấu thế nào, mình hiểu mình tốt thế nào, mức độ mình tới ngang nào, mà đừng coi chừng dạy dỗ giúp đỡ người khác có thể là một trò chơi của bản ngã. Dạy giúp đỡ được người ta, được người ta thương mình, được ta nể mình, ta kính trọng mình, vì vậy mình đi dạy thật sự là đúng. Thư thấy thư kinh nghiệm điều này, ông ngài nói là coi chừng dạy dỗ giúp đỡ người khác có thể là một trò chơi của bản ngã, tư ngã được quý vị. Dạy giúp đỡ người ta, được người ta thương, được người ta nể, được người ta kính trọng, mình thích lắm, mình thích đi dạy lắm. Khó bao nhiêu mình cũng dạy hết trơn, cực bao nhiêu mình cũng dạy hết trơn, là bởi vì người ta thương mình, người ta kính mình, người ta nể mình. Cái gì là một cái trò chơi của bản ngã. Ước mong được người khác kính trọng, tri ân, quan tâm là đang tự trói mình, trói tay mình, đưa mình vào tù. Ước mong được người khác kính trọng mình, được người khác mang ơn mình, quan tâm tới mình, là mình đang tự trói tay vào tù. Và cái cuối cùng, một cái câu mà ngài nói, người ta nói với ngài, gặp tôi người ta nói, người ta hết lời khen ngợi. Đây là nói ngài Sotika này. Gặp người ta, gặp tôi người ta hết lời khen ngợi, trời ơi con thấy ngài đẹp, ngài trí tuệ và luôn luôn yêu đời. Trời ơi là trời, ước gì đó là sự thật. Trời ơi là trời, họ nói tôi đẹp, tôi trí tuệ này, là gì đấy, tôi luôn luôn vui cười yêu đời. Trời ơi, ước gì đó là sự thật. Họ có hiểu đâu rằng tôi cũng điên khùng, tôi cũng ngu dốt, tôi cũng không hoàn toàn, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn cả. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn mà thôi. Sao quý vị có gì hỏi quý vị? Không có nữa, thôi cắt hết giờ rồi mà. Hả? Cái gì không? 7:30, 7:30 giờ 8:30 rồi. Yeah. Không có gì hỏi nữa ha. Thôi bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp cuối cùng của mình. Phật pháp chừng nào suy đồi? Liệu Phật pháp có suy đồi hay không? Quý vị nghe nghe cái bài này. Một bài này là bài cuối cùng đó nghe, không có thêm nữa, mệt rồi đó. Thưa sư, đạo Phật lý trí tuệ làm sự nghiệp, mà sao ngày nay nhiều pháp môn không chú trọng tới mục tiêu cao thượng này, tức là phát triển trí tuệ đó. Phải chăng đạo Phật càng ngày càng đi xa với mục tiêu là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, như pháp môn tụng kinh hay hành thiền chỉ để phát triển định tâm và đè nén phiền não mà thôi, chứ không phát triển trí tuệ? Sư này là một cái sư rất là cao, họ Bắc Tông. Sư nhận xét, sư nói rằng là đó, mục đích của đạo Phật là để phát triển trí tuệ. Mà sao mà mình thấy rồi bây giờ đó, càng ngày cái đạo Phật mà người ta đang tập thực tập bây giờ nó càng đi xa với mục đích này. Không còn lấy trí tuệ làm sự nghiệp nữa. Đến một câu nói theo kiểu đó đó, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tức là cái bổn phận của mình là tu như thế nào để mà được có trí tuệ. Ví dụ những pháp môn về tụng kinh hay hành thiền, mà hành thiền định chỉ đè nén phiền não mà thôi, cái đó có phát triển trí tuệ vậy làm sao đây? Trả lời, đó là lý do tại sao đạo Phật sẽ biến mất trong một thời gian rất ngắn, vì Phật pháp quá khó, đích tới quá cao, không ai theo nổi, không ai đạt được cái trình. Đạo Phật mà nói rằng là phải đạt có được trí tuệ, mà người ta đi hành thiền là người ta chỉ muốn tâm yên mà thôi, người ta không muốn có trí tuệ. Thì vì vậy càng ngày đạo Phật pháp càng suy đồi đấy. Vì vậy khi mà mình tu hành và mình có được trí tuệ và mình hướng dẫn cho người khác đó, tu và có trí tuệ đó, là mình đang kêu bằng là mà truyền bá Phật pháp được cái gì? Chẳng phải mình đem điều quá mình ra mình giảng đạo cho người này người kia, cái đâu mình tu trước này,
để mình có được trí tuệ này, rồi mình chỉ cho người ta tu này và người ta được phát triển trí tuệ. Khi mà người ta đã có trí tuệ rồi đó thì người ta sẽ không đi vô cái đường mà bậy nữa. Ta hiểu rồi. Cũng giống là khi mà quý vị biết ăn uống mà bất cẩn đó, là bệnh hoạn chẳng hạn. Tại nó có những cái món rất là ngon miệng mà quý vị không có ăn, thì đó là có cái sự hiểu biết rồi, có trí tuệ rồi. Những người tụng kinh hay lạy Phật 108 lạy, hay đi nhất bộ bắc mà bất nhất bộ tam bái, đều nghĩ rằng làm như vậy là cách thức cung kính Phật cao thượng. Nhưng đó không phải là điều Đức Phật muốn, vì Phật thể hiện trên thế gian này với một mục đích duy nhất là cống hiến cho chúng sanh phương thức tu để giải thoát. Đức Phật này, ngài đâu có thể hiện trên thế gian để cho người ta cúng lại, người ta đem chuối đem bánh tới ta cúng mỗi ngày đâu, ta lại luôn không. Đức Phật nói cái bổn phận của tôi là tới xuất hiện trên thế gian này để chỉ cho quý vị một phương pháp tu để mà giải thoát thoát khổ mà, chứ không phải là tôi làm những cái chuyện đó. Thưa sư, sư nói bao lâu nữa thì nữa pháp của Phật sẽ mất, đạo Phật sẽ rất mất, đạo Phật sẽ rất dễ dàng biến mất vì mục tiêu quá cao thượng. Tuy nhiên đạo Phật còn thành hành hay không, nếu một nhóm người đã học và thực hành pháp bảo một cách sốt ráo, có sự hiểu biết chắc chắn sẽ tiếp tục tu niệm. Người ta nói rằng trong 5.000 năm Phật pháp sẽ suy đồi, nhưng tôi thì không tin như vậy. Số 5.000 năm có lẽ chỉ nói một cách chung chung mà thôi. Ngày nào Bát Chánh Đạo còn, ngày đó còn có người hành trì và còn có người giác ngộ niết bàn. Xưa thì gì đây, Sasana tức là gì đây, giáo pháp chưa hoàn toàn biến mất. Người ta nói rằng 5.000 năm nữa giáo pháp biến mất, bảo là tôi không tin điều này. Ngày nào mà Bát Chánh Đạo còn, ngày mình đọc lại cái câu nói này, ngày nào nhưng tôi thì không tin như vậy. Ngày nào Bát Chánh Đạo còn, ngày đó còn người thực hành theo Bát Chánh Đạo, và người đó ngày đó sẽ còn người giác ngộ giải thoát. Khi mà sư nghe những cái bài này, sư thấy bây giờ mình làm cái con đường của mình thôi, họ làm cái gì chuyện có họ à, vậy không? Tại vì rất là khó khăn để mà gặp được cái đạo mà. Và khi mình gặp được cái đạo rồi, mình cố gắng mình tu tập để mà sao cho nó phát triển được trí tuệ. Khi mình đi trí tuệ rồi thì mình không đi vô cái đường sai nữa rồi. Còn tất cả người ta làm cái gì thôi, cái chuyện người ta. Vì tất cả lúc nó càng suy đồi mà làm sao đây. Tôi nghĩ chắc đây là phần cuối cùng rồi nữa. Thôi, không có còn gì nữa không có gì. Dạ vậy hết rồi, có vậy không? Thế mình hồi hướng công đức rồi chứ gì nữa. Dạ, dạ mời cô Oanh. Sư nghe cái gì nói cái gì trời. Dạ con mời cô Oanh hồi hướng thôi sư. Tại tưởng đòi sư. Dạ. Anh sao? Dạ mời quý vị đọc bài. Có ai hỏi gì nữa không? Nếu không học không có thì thôi mình đọc cái bài mà hồi hướng chư thiên hả? Hồi hướng công đức á. Dạ thưa con không có thấy. Dạ mà con thấy ai trời hả? À thôi được, thôi vô Phật thôi mình quá giờ rồi, thôi bây giờ hồi hướng đi nhé.